có rất nhiều hoạt động diễn ra tại các sân bay và bên trong máy bay mà bạn chẳng cần phải biết tới. Nhưng cũng có những thứ bạn rất muốn biết mà chẳng ai bật mí về chúng cả. Và đây là một số bí mật như thế đấy. Số 1. Hầu hết các sân bay đều có những hành lang gấp để đi bộ từ sảnh chờ ra máy bay. Nhưng một vài sân bay vẫn sử dụng xe buýt. Và dù khoảng cách không quá xa nhưng bạn vẫn bị nhồi nhét trong mấy cái xe buýt chật ních ấy thay vì đi bộ. Lý do đơn giản là vì các nhân viên dịch vụ mặt đất không muốn bạn đi lang thang trên sân bay. Bạn có thể làm họ sao nhãng hoặc tệ hơn đó là gặp rắc rối nếu gần đó có một cái động cơ bắt đầu hoạt động. Nhưng tiện thì... Số 2. Nếu bạn xuống xe buýt và đi quá xa thì nhân viên mặt đất sẽ yêu cầu bạn không được đi phía dưới cánh máy bay. Có hai lý do để giải thích điều này. Đầu tiên, cánh của máy bay dân dụng khá gần mặt đất và bạn có thể cụng đầu vào chúng nếu không chú ý. Và thứ hai, nếu một động cơ khởi động mà bạn đang ở gần đó thì bạn có thể bị cuốn vào tuabin. Số 3. Một vài quy định an toàn nghe hơi vô lý với bạn cũng có thể khiến các thành viên trong phi hành đoàn bối rối. Ví dụ, rất nhiều phi công không hiểu tại sao tiếp viên hàng không được phép đi vòng vòng trên máy bay khi đang trên không. Lúc ấy, máy bay đang phóng rất nhanh với vận tốc lên đến hàng trăm km trên giờ. Vậy thì hành động làm sao mà an toàn cho được? Trong khi đó, lúc máy bay chuẩn bị cất cánh và di chuyển chậm như sơn thì họ lại phải thắt dây an toàn vì một lý do bí ẩn nào đó. Số 4. Nếu bạn từng thắc mắc về chuyện làm thế nào các phi công có thể tìm thấy đường để hạ cánh trong bóng tối thì nghe này, người ta có một hệ thống đèn chiếu sáng cực kỳ phức tạp trên mặt đất có khả năng giúp phi hành đoàn điều hướng máy bay. Và hệ thống này không chỉ bao gồm những chiếc đèn đỏ và trắng dọc đường băng đâu. Những cái đèn này đã bắt đầu chớp nháy rất lâu trước khi máy bay di chuyển đến gần tới đường băng để phi công có thể dễ dàng tìm thấy đường. Và những mẫu đèn khác nhau lại hiển thị cho các dấu hiệu khác nhau mà cơ trưởng và phi công phụ đã thuộc nằm lòng. Số 5. Bước khó khăn và nguy hiểm nhất của các chuyến bay đó là hạ cánh. Khó đến nỗi, trên thực tế, tất cả những chuyến bay thương mại đều phải yêu cầu phi công quyết định liệu việc hạ cánh có ổn không và máy bay sẽ hỏi rất to và rõ. Đây được gọi là một chiều cao quyết định. Nếu phi hành đoàn đã đưa ra quyết định thì đây chính là điểm mà máy bay không thể quay lại được nữa. Bạn phải hạ cánh máy bay hoặc lên không trung một lần nữa và lái máy bay đi thêm một vòng quanh sân bay. Bạn sẽ không được lái máy bay lên lại không trung tại bất kỳ điểm nào thấp hơn. Số 6. Hãy thú nhận đi, dù đèn báo thắt dây an toàn đã được bật thì rất nhiều hành khách vẫn thường mặc kệ nó. Trong hầu hết các trường hợp, dù bạn không tuân thủ tín hiệu đèn thì cũng chẳng có hậu quả nào xảy ra đâu. Nhưng bạn nên để ý và thắt dây an toàn khi cơ trưởng yêu cầu tiếp viên đi về ghế của mình. Điều này có nghĩa là máy bay chuẩn bị chạm trán với những nhiễu động cực kỳ lớn. Số 7. Có một lý do khiến bạn chẳng bao giờ thấy người lớn tuổi và trẻ nhỏ ngồi tại hàng ghế gần cửa thoát hiểm. Nếu một tình huống khẩn cấp thực sự xảy ra thì hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm nhất sẽ phải mở cửa cho toàn bộ hành khách còn lại trong khoang. Khi chưa cất cánh, các tiếp viên hàng không sẽ tiếp cận những hành khách ngồi tại hàng gần cửa thoát hiểm và hướng dẫn họ cách thực hiện nếu họ không biết làm. Vì thế, những hành khách này đều phải là những người trưởng thành có sức khỏe tốt. Số 8. Bạn đã bao giờ thắc mắc rằng tại sao người ta lại yêu cầu ghế của bạn phải được dựng thẳng lên khi cất cánh và hạ cánh không? Đó là vì nếu bạn ngã ghế xuống, bạn có thể sẽ làm cản đường hành khách đằng sau và nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra, họ sẽ gặp khó khăn khi sơ tán. Ngoài ra thì bạn cũng nên hỏi người đằng sau xem họ có ổn với việc bạn ngã lưng ghế hay không. Biết đâu họ lại đang làm việc bằng laptop hoặc chỉ là có cặp giò hơi dài và bạn có thể gây ra bất tiện cho họ vì không chú ý đến điều này. Và cũng đừng bận tâm đến việc các hãng hàng không đã chỉ định cho các bạn vào những chiếc ghế chật chội như hộp cá mòi, đến nỗi chẳng có chỗ để ngọ ngoại. Nhưng chúng ta sẽ nhắc đến điều này trong một video khác nha. Số 9. Khi một tiếp viên hàng không mời bạn uống hay mua nước thì hãy tránh những loại có ga nha. Bạn thấy đấy, carbon dioxide kích thích việc thải ra khí từ ruột. Nói cách khác thì bạn sẽ bị đầy hơi và khó chịu. Thỉnh thoảng, những loại thức uống này còn gây ra tiêu chảy. Hãy lựa chọn nước lọc hay nước trái cây nhé. Và tiện thể thì... Số 10. Trà và cà phê cũng có thể là những loại đồ uống không an toàn. Các nhà làm luật yêu cầu các hãng hàng không sử dụng các nguồn nước an toàn, nhưng không phải hãng nào cũng tuân thủ luật lệ này, mà chỉ đơn giản là mang nước từ vòi đun sôi lên.
Dù đã được đun sôi nhưng nước vẫn có thể mang theo những vi khuẩn độc hại. Và nếu bạn uống trà hoặc cà phê được pha bằng loại nước này thì đừng ngạc nhiên nếu gặp phải những hiện tượng bất thường sau đó nha. Số 11. Sự thật này không liên quan đến máy bay, nhưng đã bao giờ bạn thấy các diễn viên trong phim phải cúi đầu khi đi khỏi một chiếc trực thăng chưa? Có lẽ họ làm vậy là để tránh những cánh quạt nằm ngay trên đầu. Nhưng trên thực tế thì điều này không cần thiết, ngay cả những người cao kèo cũng sẽ không gặp phải vấn đề ấy đâu. Đây là một phản ứng tự nhiên của con người khi nhìn thấy có thứ gì đó nằm trên đầu chúng ta. Chúng ta cũng như vậy khi đi vào một căn phòng có trần thấp, dù cho chúng ta đều biết rằng mình sẽ chẳng bị cụng đầu vào đó đâu. Bạn sẽ chẳng bị mất đầu như thế đâu. Số 12. Nếu đã di chuyển trên máy bay của nhiều hãng khác nhau thì chắc bạn cũng nhận ra rằng một số hãng yêu cầu hành khách lên máy bay bằng những cách khác nhau. Trên thực tế, chúng ta có một số phương pháp lên máy bay chính thức, mỗi hãng sử dụng một loại hình. Hình thức phổ biến nhất nhưng lại là hình thức kém hiệu quả nhất, đó là cúi lên trước. Với hình thức này, hành khách sẽ nhận ghế từ đuôi máy bay và dần dần di chuyển lên phía trước. Hình thức hiệu quả nhất sẽ tốn ít thời gian hơn khoảng 10 phút, đó chính là phương pháp ngẫu nhiên. Lúc này, hãng hàng không sẽ không ấn định ghế cho bạn. Về cơ bản thì mọi người được tự do lựa chọn ghế ngồi. Số 13. Nếu bạn từng rất mê việc đi máy bay ra nước ngoài bằng cách trốn trong những ngóc ngách không ai biết cả, thì hãy bỏ ngay ý nghĩ đó đi nha. Người ta sẽ kiểm tra máy bay rất kỹ trước mỗi chuyến bay và sẽ chẳng có nơi trốn tìm bí mật cho bạn đâu. Đương nhiên là trên máy bay cũng có những khu vực dành cho phi hành đoàn, nhưng cái tên nói lên tất cả rồi phải không nào? Số 14. Thứ đầu tiên được khởi động trên máy bay không phải là các động cơ đâu, mà đó là động cơ gọi là APU. Đây là một động cơ nhỏ nằm ở đuôi máy bay, có nhiệm vụ khởi động toàn bộ hệ thống điện và thổi gió cho động cơ và các thiết bị điều hòa không khí trong khoang. Tuy nhiên, động cơ này ngốn rất nhiều năng lượng, nên tại rất nhiều sân bay, APU đã được thay thế bằng những hệ thống năng lượng đến từ mặt đất. Số 15. Chắc bạn cũng nhận ra rằng tiếng máy bay càng ngày càng to khi nó đang hạ cánh. Có thể bạn đang nghĩ rằng âm thanh này đến từ các động cơ, nhưng trên thực tế, các thiết bị đẩy ngược mới là thứ đang được sử dụng. Người ta cần thiết bị này để tạo ra lực phụ trợ để chống lại hướng đi của máy bay. Nếu bạn không dùng thiết bị này, có thể máy bay sẽ không thể dừng lại đúng lúc và sẽ đâm sầm vào một cái máy bay khác hoặc đâm phải hàng rào của máy bay. Hãy tránh xa những nơi này nhé. Âm thanh này cũng được tiếng ồn bên ngoài trợ giúp nữa đấy. Số 16. Trung bình thì các chuyến bay đang bắt đầu di chuyển chậm lại theo thời gian. Ví dụ, ngày nay, một chuyến bay từ New York đến Chicago sẽ làm bạn chậm đi 20 phút so với những năm giữa thập niên 90. Lý do cũng đơn giản thôi, đó là tiền. Giá nguyên liệu đang tăng dần lên và vì thế, để tránh việc giá vé tăng đột biến, thì các hãng hàng không quyết định cho máy bay di chuyển chậm hơn để tiết kiệm nhiên liệu. Ai cũng biết rằng máy bay di chuyển càng nhanh thì năng lượng cần sử dụng càng nhiều hơn. Vì thế, cách giải quyết này khá là hiệu quả đấy. Không biết là sau này vận tốc có giảm xuống đến mức chậm hơn cả xe hơi không nhỉ? Này, nếu bạn say mê những động cơ phản lực hay đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ với bạn bè nhé. Và đây là một vài video khác có thể bạn sẽ thích. Hãy chọn video trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành với Soi Sáng nha.